Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên lớp sơ trung đẳng Phật học. Thưa quý vị, giờ đây xin mời các vị chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếp giáo nghĩa Kinh Tăng Chi phẩm số 3. Xin lỗi, chương số 3 về phẩm người. Ở trong phẩm người này chúng ta có bài kinh từ 21 tới bài kinh số 30. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh đầu tiên ở trong phẩm này, đó là thực chứng với thân. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh này nếu như chúng ta đọc trong nguyên văn thì hết sức là khó hiểu. Phải nói hết sức là khó hiểu, và nó làm bởi vì bài kinh này được hành theo lối văn cổ, cho nên chúng ta đọc nó hơi trắc trở và mình cảm giác gần như không hiểu gì. Nhưng ở đây cho phép thầy được tóm tắt cho các vị nắm được cái đại ý cốt tủy của bài kinh này như sau. Đó là một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, thì lúc bây giờ có ba vị tôn giả họ đàm luận với nhau. Đó là ba vị tôn giả nào? Tôn giả Savitha, tôn giả Maha Kothita, hay là chúng ta thường quen gọi là Maha Kauhila đó, và tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì ba vị này họ đàm luận với nhau. Ban đầu khởi lên cái tâm niệm này thì chẳng biết ai khởi lên, chỉ thấy rằng là tôn giả Maha Kauhila và tôn giả Savitha họ đến thăm tôn giả Xá Lợi Phất. Thì sau khi mà chào hỏi xong rồi, hai vị tôn giả an tọa xong, thì lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi với tôn giả Savitha như thế này. Đó là: này hiền giả, có ba vấn đề, có ba hạng người xuất hiện ở đời. Đó là hạng người thân chứng, hạng người kiến trí và hạng người tín giải. Hạng người thân chứng tức là tự thân mình tác chứng, tự thân mình thấu hiểu, tự thân mình chứng biết một cách rõ ràng, soi sáng bằng tự thân mình. Đây gọi là thân chứng. Thứ hai là gì? Thứ hai là kiến trí. Kiến trí là chỉ cho những người dùng cái khả năng trí tuệ để mà thấu hiểu, tức là chúng ta làm ở trong cái công việc văn phòng, học tập ở học đường, tự mình tìm hiểu trên cái nguyên lý của chữ nghĩa kinh điển mà chúng ta thấu hiểu vấn đề. Rồi phương diện thứ ba là gì? Là phương diện đặt niềm tin vào một cái thánh giới của Phật, cho nên gọi là tín giải, tức là đặt cái niềm tin sâu xa vào ở trong những loại thánh giới này, và chúng ta cứ thực tập sâu vào ở trong thánh giới thì nó cũng sẽ thành tựu. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất hỏi với tôn giả Savitha rằng: Này hiền giả, có ba hạng người như vậy, thì theo hiền giả, hạng người nào đó gọi là hạng người hy hữu, là hạng người thù diệu hơn, tức là hạng người khó có, khó gặp, và hạng người có năng lực vượt thắng hơn những người khác? Thì lúc bây giờ tôn giả Savitha mới nói rằng là theo tôi thì người tín giải, tức là người giữ giới, là người tin vào giới và bậc thánh ái mộ và tuân thủ triệt để ở trong đó. Cho nên qua cơ sở đó, thân, khẩu và ý đều hành hoạt theo tinh thần của thánh giới. Và trên nền tảng đó, trên cơ sở đó, cho nên tiếng căn nó được phát triển mạnh mẽ. Mà hở tiếng căn được phát triển mạnh mẽ thì tín tấn niệm định tuệ từ đó cũng sẽ phát sinh theo. Cho nên trên cơ sở của tín căn là quan trọng nhất, cho nên đây chính là hạng người hy hữu, là hạng người thù diệu nhất ở đời. Đó là cái quan điểm, là cái suy nghĩ của tôn giả Savitha. Rồi sau đó thì tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi tôn giả Maha Kauhila: còn thưa tôn giả Maha Kauhila, theo ngài thì như thế nào? Có ba hạng người, đó là hạng người có mặt gì?
thân chứng hạng người kiến trí và hạng người tín giải. Theo tôn giả thì hạng người nào là hạng người thù thắng, là hạng người hy hữu nhất? Thì lúc bây giờ tôn giả Mahakauhila lại cho rằng là đối với tôi thì hạng người kiến trí, tức là học rộng nghe nhiều, thấu hiểu vấn đề. Và một khi đã thấu hiểu vấn đề thì trong tâm sáng người chân lý, vì thế vô minh không thể nào che lấp tâm ý nữa. Và người như vậy đó chính là gì? Đó chính là một người hy hữu, là người thù thắng hơn người khác. Sau đó thì sao thưa quý vị? Sau đó thì tôn giả Mahakauhila, tôn giả Mahakauhila cho rằng là người thân chứng, tức là người thân chứng á, là mới là cái người hy hữu nhất. Ở đây chúng ta thấy, thôi cho thầy nói lại chứ không các vị sẽ nhầm lẫn. Có ba hạng người được nêu ra ở trong bài kinh này, đó là người thân chứng, người kiến trí và người tín giải. Đầu tiên chúng ta hiểu như thế nào là kiến trí. Kiến trí tức là người học rộng nghe nhiều mà thấu hiểu vấn đề. Vị thứ hai là người có khả năng tự thân tác chứng những giá trị mà mình thấu hiểu. Và vị thứ ba là cái người tuân thủ triệt để theo tinh thần của giới luật, cho nên gọi là tín giải ở trong thánh giáo của Như Lai. Ba hạng người này thì ai là cái người thù thắng, ai là người thù diệu, ai là cái người hy hữu nhất ở đời? Quan điểm đầu tiên của tôn giả Savitha thì ngài cho rằng người có tín giải thâm sâu làm cho tín căn phát triển, đó chính là người hy hữu, là người thù diệu nhất ở đời. Còn đối với tôn giả Xá Lợi Phất thì ngài cho rằng á, là người tự thân tác chứng bằng trí tuệ đối với tất cả mọi hành động, đây chính là người hy hữu và thù diệu nhất. Còn tôn giả Mahakauhila thì cho rằng á, là người kiến trí, tức là người thành tựu trí tuệ luận giải, người đó mới chính là cái người hy hữu, người thù thắng nhất ở đời. Ba cái quan điểm được đưa ra. Và ở đây chúng ta thấy rõ ràng, đối với các ngài là những bậc thánh xuất thế, là những vị A-la-hán, nhưng các ngài kiến giải chân lý, các ngài quán sát thời gian, nó cũng có sự khác biệt. Điều này chứng tỏ, chúng ta có thể rút ra bài học rằng, điều này chứng tỏ là do cái nghiệp sai biệt của các ngài, hay là cái hạnh nguyện, hay là cái năng lực sai biệt của các vị thánh xuất thế, nó dẫn tới sự kiến giải có phần khác biệt ở trong điểm này. Thế rồi, bài học số 2 mà chúng ta nên học ở trong bài kinh này là gì? Đó là ba vị tôn giả ai ai cũng có những luận giải, ai ai cũng có những cái khả năng biện tài khác nhau. Họ không thể nào là tranh cãi với nhau để rồi xem ai hơn ai thua được. Và họ cùng nhau đề nghị là thôi thì chúng ta đi hỏi Phật thử xem Phật nói cái gì, chúng ta nên thọ trì theo lời Phật dạy. Đây là lời đề nghị của tôn giả Xá Lợi Phất. Và khi tôn giả Xá Lợi Phất đề nghị như vậy, sau đó ba vị đến chỗ Phật và họ đem tôn giả Xá Lợi Phất trình bày câu chuyện của ba vị đưa ra luận giá như vậy cho Đức Thế Tôn nghe. Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế này thưa quý vị: này Xá Lợi Phất, thật không dở gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn ở trong ba hạng người. Đó là hạng người tín giải, đó là hạng người thân chứng, đó là hạng người kiến trí. Không có dở dàng gì mà chúng ta sử dụng cái luận lý một chiều để mà thẩm định cho rằng người nào hơn người nào, người nào hy hữu khó gặp hơn, người nào đạt được cái sự thâm sâu thù diệu hơn. Không thể nào dùng luận giải mà bàn được. Và Thế Tôn còn nhắc rằng á, là có những người, có những hạng là bằng tín giải mà thắng đến đạo A-la-hán, hoặc là ở trong cuộc sống chứng được những cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Cũng có người thì tự thân tác chứng chân lý mà họ thành tựu A-la-hán.
và tứ quả sa môn cũng đầy đủ ở trong đó. Nhưng cũng có người tự thân họ giữ giới trong sạch mà thành tựu tiến giải, kiến trí. Kiến trí tức là thành tựu cái gì? Thành tựu cái sự học vấn và tuệ giác thông suốt, cho nên họ cũng dọn sạch hết tất cả vô minh nghiệp chướng mà họ cũng đắc được thánh quả A-la-hán. Thành ra ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Hạng người nào khi thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về huệ, thì hạng người nào là hạng người hy hữu, là hạng người thù diệu nhất ở đời. Thế Tôn nói chúng ta không nên dùng cái luận giải xin lỗi, không nên dùng cái luận giải một chiều để mà cho rằng người này hơn người kia. Bởi vì sự thật mà nói, có người đi trên nền tảng của giới, có người thực tập về định, có người thông hiểu về tuệ, mà họ đều có sự thành tựu chứng đắc giải thoát niết bàn như nhau. Thành ra đây là cái bài học mà chúng ta cần phải học ngày hôm nay. Thành ra nếu chúng ta không khéo hiểu cái câu kinh này thì chúng ta sẽ nói rằng giới là cái tầng nhà số 1, định là tầng nhà số 2 và tuệ là cái tầng số 3. Thực ra đó là một cách phân tích, nhưng thực ra không phải là chân lý như vậy. Bởi vì sự giác ngộ không thể dựa vào một cái công thức như thế, mà tùy theo hành nghiệp, tùy theo năng lực, tùy theo sở trường, sở đoản, tùy theo phước báo, nghiệp lực, những cái nhân duyên, ưu việt, thù thắng khác của một trường hợp đặc biệt nào đó, hay là một cái trường hợp đặc thù nào đó, riêng biệt nào đó, họ có cái khả năng chứng đắc khác nhau. Cho nên chúng ta không thể nào đem một công thức ra được. Đây là cái điều mà như kinh điển được phân tích. Tại vì trong Phật giáo chúng ta thường nói rằng là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ đó. Cho nên nhờ giới mà sanh định, nhờ định mà phát tuệ. Chúng ta tuân thủ theo công thức này, đây là một cái điều tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không có giới thì làm sao mà định, mà không có định làm sao phát huy tuệ được. Nhưng thưa vị ở đây cho rõ ràng, Thế Tôn nó không phải như vậy. Có người họ thực tập thiền định, tất nhiên ở trong đó nó vẫn có giới và có tuệ. Có người muốn thấu hiểu vấn đề, buộc họ phải tập trung, họ phải chuyên chú và họ phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc rất là khắc nghiệt. Có như vậy họ mới thông suốt được vấn đề đó. Cho nên người đạt được cái tuệ thì tự nhiên ở trong đó cũng có giới và có định. Còn nếu như người nào mà muốn thực hiện giới luật một cách nghiêm mật, đầy đủ, thì người ấy tất nhiên cũng phải có trí tuệ để thấu hiểu những giá trị này, và cũng phải có năng lực duy trì tâm ý của mình chuyên sâu vào trong giới. Cho nên ở trong giới có định, trong định có tuệ, tất cả mọi thứ ở trong một yếu tố nó có mạch ba. Nó giống như là cái kiềng ba chân, không thể nào nói rằng cái chân này quan trọng hơn chân kia, mà cả ba nó đều hiện ra ở trong đó. Như vậy thì ở đây bài kinh chính là ở điều này. Thành ra chúng ta học thêm một cái khía cạnh xã hội nữa là gì? Đó là cái cách ứng xử của các ngài. Mặc dầu quan điểm khác biệt của mỗi vị mỗi khác khác biệt như vậy, nhưng mà các ngài không vì thế mà dẫn tới sự tranh chấp, không vì thế mà dẫn tới cái sự mà luận biện một cách càn bừa để rồi sinh ra những cái hệ lụy khác, mà các ngài dựa vào thánh giáo của Phật để thẩm định. Đó là các ngài đi tìm Phật. Thành ra hôm nay nếu như chúng ta có những cái quan điểm khác biệt nào ở trong quá trình kiến giải tu tập, thì chúng ta cũng nên mở mang tầm mắt bằng cách học hỏi thêm nữa, lấy giáo nghĩa Tam Tạng là thầy của mình, là Đức Phật hiện thân lưu bố ở đời. Chúng ta tiếp tục học hỏi, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tìm hiểu nữa, thì chúng ta sẽ thấu hiểu vấn đề một cách chân chính. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý ngày hôm nay. Đó là nội dung căn bản của bài kinh số 2, xin lỗi số 1. Bây giờ đến bài kinh số 2 như sau. Bài kinh số 2 này, Thế Tôn nói trường hợp về một cái người bệnh và nhân cái duyên của người bệnh đó mà Thế Tôn dạy cho chúng ta bài học. Thì thưa quý vị, đây là một cái cách giáo hóa rất là khéo léo của Phật. Thế Tôn nói như thế này. Có người á, là khi bệnh họ được cho ăn uống cái thức ăn á, là thích hợp
hay không thích hợp, hoặc là cho uống thuốc có thuốc đúng thuốc sai, hoặc là gì, hoặc là được chăm sóc có lúc thì không được chăm sóc. Nói chung là có 3 trường hợp. Thứ nhất là ăn uống, thứ hai là thuốc men, và thứ ba là được chăm sóc. Như vậy thì ba cái lĩnh vực này họ có thuốc đúng thuốc sai, họ họ được ăn uống thực phẩm đúng với cái loại bệnh đó, hoặc là không có thích không nên ăn, hoặc là gì, hoặc là họ được chăm sóc hoặc là không được chăm sóc. Thì Đức Thế Tôn nói rằng có những người như vậy, như vậy, và ngài thấy rằng là những người như vậy thì không được bình phục. Tại sao? Bởi vì đau yếu mà không được chăm sóc, không có được chăm sóc, đau yếu mà không có được dưỡng bệnh, cứ để cho nó lao theo công việc thì cái bệnh đó không bao giờ bớt. Chúng ta thấy đương nhiên phải không thưa quý vị? Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà đau đớn, mà ăn uống thì có món lại giúp cho cái cơn bệnh nó bớt đi, nhưng có món lại giúp cho bệnh nó nặng thêm. Rồi có trường hợp là thuốc này uống kiểu này, mày uống kiểu kia. Ngày xưa lúc bây giờ chúng tôi đến ở tại đây thì mới có ra lập chùa, quý Phật tử thấy lao động vất vả tảo tần, thân thể nó chịu không nổi sinh bệnh. Các cô các chú tội lắm, đi tới chùa mỗi người đem cho thầy một cái thuốc, và ai cũng đứng thuyết phục say sưa rằng là con thấy thầy như vậy như vậy, cho nên cái thuốc này rất là hay, kỳ diệu lắm thầy, con uống bớt bệnh. Và ai cũng thuyết phục, nếu như mà chúng tôi không có nhận lời thì có lẽ rằng các vị buồn nghĩ thương Phật tử, cho nên thôi cứ uống. 20 người đưa 20 loại thuốc khác nhau, uống hết 20 loại mà bệnh thì không bớt. Đây là tất nhiên là không bớt rồi, tại vì trong đó có cái thuốc hay cho mình nhưng có thuốc không hay cho mình. Thành ra cuối cùng là bệnh vẫn còn nguyên. Để rồi mấy chục người đó, mấy chục Phật tử không dám nói nữa. Thì thưa vị, cái điều này tại sao? Làm như vậy nó không có phải là hay ho gì. Nhưng mà ở đây thưa vị, là chúng ta thấy rõ, đó là cái bệnh mà lúc chăm sóc, lúc trong chăm sóc, lúc cho ăn uống, lúc ăn uống không đúng, hoặc là lúc uống thuốc đúng, lúc uống thuốc sai. Như vậy cuối cùng cái bệnh đó sẽ không bao giờ được khắc phục, không bao giờ được lành bệnh. Rồi tới trường hợp thứ hai xảy ra như thế nào đối với người bệnh? Đó là Đức Phật nói rằng có hạng người giàu có được ăn uống các món thích hợp hay là ăn uống các món không thích hợp, nhưng mà họ vẫn cứ sử dụng một cách tự nhiên, quán tính như vậy, hơn xu như vậy. Có lúc thì cũng được nghỉ khỏe, có lúc thì không được nghỉ, hoặc là có lúc thì uống thuốc, có lúc thì không được uống thuốc. Nói chung là đối với một cơn bệnh mà muốn khắc phục nó thì phải chăm sóc, phải cho uống thuốc và cho ăn uống đúng cái tính chất của nó thì nó sẽ được khắc phục. Còn ở đây cái người này họ thả lỏng hơn xui, họ không bận tâm. Thì Thế Tôn nói rằng có những người á như vậy bệnh họ cũng bớt. Và hai trường hợp này á là nó giống như vô thưởng vô phạt hơn xui. Thành ra có một số người nói ồ tôi như vậy tôi không sao, chẳng hạn như là tôi mỗi lần cảm tôi chỉ cần tôi tắm một cơn mát mẻ, tôi hoạt động mạnh mẽ là tự nhiên nó bớt. Nhưng mà các người thì bắt chước theo, rồi cái đi cũng hoạt động mạnh mẽ, tháo mồ hôi rồi tắm một cơn mát, ai ngờ nó nhiễm hàn á, đau nặng hơn. Thành ra là chúng ta không thể nào so sánh được hai trường hợp này. Nhưng mà có một trường hợp chắc chắn an toàn như Phật nói, đó là gì? Đó là nếu như có người bệnh thì hãy cho họ ăn thức ăn thích hợp với người bệnh, và hãy chăm sóc họ đúng với cái bệnh đó. Cũng như là gì? Cũng như là cho họ uống cái thuốc nó có cái năng lực chữa được cái bệnh đó. Thì Thế Tôn nói nếu như hạng người như vậy là hạng người chắc chắn là hạng người sẽ lành bệnh. Tại vì bệnh mà cho uống thuốc đúng và được chăm sóc cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ cái chất dinh dưỡng của nó, hoặc là thích hợp với cái thể trạng của người bệnh đó, thì nó sẽ bất bệnh. Đây là cái điều tự nhiên mà thôi, và chắc chắn. Như vậy trên cơ sở đó, chúng ta có thể hiểu ra đời sống của mình là Phật không dạy chúng ta bằng cách khi chúng ta bệnh rồi ngồi im đó mà cầu nguyện Phật gia hộ, hoặc là không cần đi bác sĩ cứ niệm Phật cho bớt bệnh.
Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Ở trong cộng đồng Phật tử chúng ta có một số người như vậy chứ không phải không. Cứ nghĩ rằng mình bệnh ngồi im đó niệm Phật và Phật gia hộ cho mình bất bệnh. Hoặc là có người đau nặng thì đi cầu Phật, cầu Phật gia hộ cho mình bất bệnh. Nhưng họ không biết rằng cần phải được ăn uống khắc phục cái bữa ăn như thế nào, rồi cho uống thuốc gì, và cái bệnh này cần phải được chăm sóc chữa trị như thế nào cho đúng phương pháp. Họ không để ý điều này. Họ không có đào sâu ở trong lĩnh vực này, mà cứ đỡ tâm mình và thời gian đầu tư vào một cái niềm tin mù quáng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng người này chết là cái chết. Và chúng ta cứ nghĩ rằng họ là không được Phật gia hộ. Như vậy thì lại càng sai nữa. Rồi trường hợp thứ ba, cái ý kinh thứ ba mà xin lỗi, ý kinh thứ tư ấy, mà Đức Phật muốn nói đây là gì? Đó là trên cơ sở của ba cái trường hợp về một người bệnh như vậy, thì Thế Tôn nói rằng là dẫn tới một cái kết luận rằng á, là một người bất bệnh là chính là do cái duyên với hạng người này. Tức là người này được chăm sóc thích hợp, rồi được cho uống thuốc men thích hợp và được cho ăn uống một cách thích hợp, như vậy người ấy sẽ bất bệnh. Chân lý nó đơn giản như vậy, nhưng thầy vẫn phải dựa trong kinh mà phân tích. Còn chúng ta có thể hiểu nôm na theo cái cách của thế gian. Khi chúng ta có bệnh, nếu như chúng ta thả lỏng buông xuôi, thích chăm sóc cũng được, không chăm sóc cũng được, ăn uống đúng hay không đúng cũng được, thuốc men thì uống đại, hên xui, thì có khi chúng ta bớt, nhưng có khi chúng ta không bao giờ lành. Điều này hoàn toàn không có gì chắc chắn. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta cho uống thuốc đúng, hoặc là chăm sóc đầy đủ, cũng như là gì? Cũng như là ăn những cái thức ăn thích hợp với cái thể trạng đang bệnh đó. Đây là những cái duyên, ba cái duyên này hội tụ đầy đủ, thì cái bệnh đó chắc chắn nó sẽ được khắc phục, sẽ được chớ ngự. Đây là cái điều tự nhiên ở trong cuộc sống. Và trên cơ sở đó chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này. Ở trong giáo pháp của Phật cũng vậy. Có những người nghe giáo pháp của Phật, có những người hành được học theo luật của Phật, và thậm chí được thấy Phật hiện tiền. Thế Tôn nói trong đời chánh pháp mà, có những vị thấy Phật, nghe Phật giảng pháp và được học cái giới luật của Bậc Thánh đàng hoàng. Nhưng mà Phật nói những, có những người như vậy nhưng họ không có đi vào ở trong con đường thiện. Rồi ngược lại thì có những người á, là họ không thấy Phật, họ không được nghe pháp, hoặc là họ gì, họ không có được hành trì theo giới luật của Phật, nhưng mà họ cũng có thể đi vào con đường thiện. Hoặc là có người ấy thì có khi nghe, có khi không nghe, có khi thấy, có khi không thấy, có khi học pháp, có khi không học pháp. Nhưng mà họ lúc thì làm thiện, lúc thì làm ác bất định. Như vậy thì ở trên phương diện đó chúng ta hiểu như thế nào? Trong khi Thế Tôn đưa ra một trường hợp thứ ba giống như là một người mà chăm sóc bệnh kia, thì Thế Tôn nói câu kinh như thế này: ở đây này các tỳ kheo, có hạng người được thấy Như Lai không phải không thấy, được nghe pháp và luật do Phật, do Như Lai trình bày không phải không được nghe, và luật do chính Như Lai trình bày. Tất cả những điều này người này có thể đi vào ở trong quyết định, hoặc là tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Ở trong cái văn cổ nó làm chúng ta hơi trừu tượng khó hiểu như vậy đó. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng là Thế Tôn nói như thế này: Đa phần nếu như một người nào mà họ chịu tắm mình ở trong giáo pháp của Phật, họ kính trọng Phật và họ tuân thủ theo giáo nghĩa của Phật, hoặc là nếu như họ được chăm sóc ở trong giáo nghĩa của Phật, họ được nhắc nhở dạy dỗ ở trong giới luật của Phật, thì Thế Tôn nói rằng những người như vậy chắc chắn họ sẽ đi vào, họ ở trong gì? Ở trong con đường thiện. Như vậy Thế Tôn chú trọng cái gì? Chú trọng cái năng lực hoằng pháp.
năng lực hành pháp. Nếu như giáo pháp của Phật mà không được giảng nói, giáo pháp của Phật mà không được nhắc nhở, dạy dỗ, khuyên bảo, sách tấn, kêu gọi, làm đủ cách để cho mọi người thấu hiểu và đưa mọi người vào ở trong giáo pháp của Phật, thì nếu như những người nào được trong môi trường đó, người ấy họ sẽ đi vào con đường thiện. Điều này chúng tôi thưa quý vị, là chúng ta thấy có một số vị lớn, ngay cả những vị hòa thượng lớn, các ngài nói rằng lớn rồi thì tự tu tự học, cho giờ lớn hết rồi mà còn chí bảo gì nữa. Nói như vậy là nói với những người có năng lực tự giác. Còn những người không có năng lực tự giác thì tới già họ vẫn không có năng lực tự giác đâu. Cho nên nhất định là phải được dạy dỗ, phải được uốn nắn giới luật kinh điển, phải được giảng dạy, phải được hâm hướng liên tục. Như vậy nó mới tạo cái duyên lành. Và cái duyên lành này nó giúp cho những người nào ở trong cái dòng chảy đó, họ sẽ thành tựu được cái giáo nghĩa an vui của Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất thưa quý vị. Cho nên Thế Tôn nói rằng chính do cái duyên là thuyết, do cái duyên giúp cho những người nghe pháp, nghe luật, nghe kinh mà được giác ngộ. Cho nên ta nói rằng là thuyết pháp là cái điều quan trọng, là cái điều cần phải được làm. Và gì nữa? Và pháp phải được giảng thuyết cho người khác, không có nên đỡ cho nó mai một. Thành ra chúng ta thấy Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta sử dụng, chúng ta đang làm việc đúng như những gì mà Đức Phật đã dạy. Đó là ý nghĩa của bài kinh số 22. Giờ đây xin mời các vị chúng ta đi tiếp bài kinh số 23. Tức là ở trong cái phẩm ba pháp này á, chúng ta thấy nó có 10 bài kinh, mà bài kinh từ 21 tới bài 30 chúng ta đã học qua là bài 21 nói về ba trường hợp của ba tôn giả, bài kinh số 22 là nói về trường hợp của một người bệnh cần phải được chăm sóc như thế nào, và trên cơ sở một người bệnh như vậy liên tưởng đến trường hợp là những chúng sanh bị cái bệnh tâm khổ kia, bệnh khổ và tâm kia, thì có người á nghe Phật, thấy Phật, hoặc là có người tu không tu hên xui. Nhưng mà nếu như những người như vậy được chăm sóc, được giảng nói, được dạy dỗ, được khuyến khích, thì lúc đó họ sẽ thành tựu được những cái pháp an vui. Và họ sẽ giải thoát đau khổ. Đây là cái chuyện đương nhiên mà thôi. Thành ra do vậy mà cái việc học pháp và cái việc thuyết pháp phải được trân trọng, phải được nâng cao lên hàng đầu. Rồi đến bài kinh số 23. Bài kinh này nói về cái ý nghĩa chất chứa. Chất chứa. Chất chứa tức là gì? Là tích lũy, là gom góp, là chứa cho đầy lên, cho tràn lên ở trong kho chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy Thế Tôn nói có ba hạng người như sau. Đó là hạng người chất chứa các cái thân hành có não hại. Tức là gì? Tức là cái hành động của thân nó có tính chất gây ra não hại. Chúng ta hiểu như vậy. Và chất chứa các khẩu hành có não hại, tức là những cái lời nói, những lời nói được nói ra mà bên trong đó nó chứa đựng cái nội dung tính chất gây đến sự não và hại. Tương tự như vậy, chất chứa các cái ý có não hại, tức là cái ý này bản chất của nó có gì? Có gây ra tổn, gây ra bức não và tổn hại chúng hữu tình khác. Hay chúng ta có thể nói gọn là có người chất chứa ý nghĩ, lời nói và việc làm mà nó có cái tính chất đó là não hại. Thì Thế Tôn nói rằng là sau khi mà chất chứa cái thân có não hại, khẩu có não hại và ý có não hại như vậy, thì chúng sanh đó sẽ gì? Sẽ sinh vào ở trong thế giới có não hại. Và vì phải sanh ở trong thế giới có não hại, cho nên họ phải có cái cảm giác xúc, tức là cái tâm của họ nó sẽ xúc chạm với sự não hại. Rồi ở trong cái sự xúc chạm não hại như vậy, thành ra tâm của họ cảm thọ sự não hại. Và tâm mà cảm thọ sự não hại này
thì nó chỉ có một cái xu hướng là hướng tới đau khổ. Và Thế Tôn nói như các chúng sanh đang tồn tại ở trong địa ngục. Câu kinh này nó đơn giản nhưng nó nêu ra một cái triết lý nhân quả rất là rõ ràng. Chúng ta bằng sự hiểu biết của mình chiêm nghiệm thử xem điều này có đúng như vậy hay không. Thế Tôn nói là nếu như chúng ta chất chứa ở trong lòng của mình ý nghĩ, lời nói và việc làm, chúng ta tích lũy ba cái phương diện này mà nó mang ở trong mình đặc tính não hại, thì chúng ta sẽ bị đọa vào ở trong một cái thế giới, một quốc độ, một hoàn cảnh nó cũng biểu hiện đầy đủ sự não hại như vậy. Và do bởi vì nó biểu hiện sự não hại, thành ra tâm chúng ta tiếp xúc với gì? Với não hại. Và khi tâm tiếp xúc với cái sự não hại như vậy, cho nên cái cảm thọ ở trong lòng cũng phải là cảm thọ nhất hướng dẫn tới đau khổ. Và khi cảm thọ dẫn tới đau khổ này thì không có đau hơn, đó chính là địa ngục. Nhưng mà chúng ta hiểu chân lý này rất là rõ ràng là vừa cái trường hợp này. Trường hợp thứ hai, Đức Phật nói mà chúng ta cũng có thể đoán ra đó là trường hợp ngược lại. Đó là nếu như chúng ta chất chứa cái gì? Cái ý nghĩ không não hại, cái lời nói không não hại, việc làm không não hại, hay nói cách khác là ý nghĩ thanh tịnh, lời nói chân chánh gọi là chánh ngữ, và việc làm chân chánh đem đến cái thiện, cái lợi ích, thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ gì, sẽ sinh vào một cái quốc độ, một cái hoàn cảnh mà hoàn cảnh đó là đầy đủ sự an vui. Mà do chúng ta ở trong hoàn cảnh an vui cho nên hoàn cảnh đó nó sẽ tác động tới chúng ta, vì chúng ta đang tiếp xúc với nó tác động vào tâm chúng ta, và tâm chúng ta sẽ cảm thọ một cái cảm thọ hạnh phúc. Và Thế Tôn nói rằng cái cảm thọ hạnh phúc này chẳng phải đâu xa lạ, đó chính là quốc độ của các cõi trời. Mà Thế Tôn nói đó chẳng hạn như là cõi trời biến tịnh thiên, tức là cái cõi đó tự nó biến ra những điều an vui do cái hành nghiệp của chúng ta là không gây ra cái nhân não hại. Tương tự cũng như vậy, có những hạng người ở trong cuộc sống này có lúc thì tạo ra não hại, có lúc thì tạo ra an vui, thậm chí có khi khởi ra một ý nghĩ mà bản thân của một ý nghĩ đó nó lại mang ở trong mình đầy đủ hai yếu tố luôn. Tức là nếu như việc này được hành động, được nói ra và được suy nghĩ thì nó sẽ gì? Nó sẽ dẫn tới là cả hai cái kết quả là vừa vui vừa khổ. Và do vì vậy mà nó chiêu cảm cái quả báo vào ở trong một cái thế giới nơi đó cũng có khổ cũng có vui. Và tâm chúng ta cũng sẽ tiếp xúc với gì? Với cảm cái cảnh giới cũng có khổ cũng có vui đó. Cho nên tâm của chúng ta cũng có gì? Cũng có hạnh phúc cũng có đau khổ. Và Thế Tôn nói ở trong trường hợp này có ba cảnh giới, đó là có một bộ phận thiên chúng mà chúng ta có thể hiểu đây là cảnh giới của Atula. Họ cũng là cảnh giới của gần với chư thiên, nhưng mà trong tâm của họ khổ não vì sự tức giận, rồi con người của chúng ta là dễ hiểu nhất, là chúng ta trong trong cuộc sống này khổ ít vui nhiều. Cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ, cứ như vậy đó. Và Thế Tôn nói có một cái bộ phận khác nữa thấp hơn, đó là có một cái chỗ đọa xứ. Đọa xứ nhưng mà nó cũng có cái phước lạc của nó, chẳng hạn như những con vật mà được gần gũi con người thì tất nhiên nó không có chịu những cái khổ não như là cái cánh của gì, cái cánh của loài vật hoang dã. Như vậy thì trong ba cái phương diện này chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nên chắc trước cái gì. Khi chúng ta học điều này, chúng ta thấy điều này rồi thì chúng ta nên chắc trước cái gì? Tự mình sẽ biết điều này. Khi mình nói ra lời nói, ý nghĩ và việc làm nó dẫn tới sự não hại là chúng ta biết rằng chúng ta đang dẫn đời sống của mình đi vào ở trong địa ngục khổ đau. Còn ngược lại, tất cả những hành vi của chúng ta tạo ra phước thiện thì chúng ta biết rằng ít nhất chúng ta có xu hướng sinh lên các cõi trời. Còn nếu như mà việc làm này nó chưa đạt được cái niềm vui rốt ráo mà trong đó có buồn có vui lẫn lộn thì có thể là khiến chúng ta tái sanh ở cõi người,
hoặc là có phước hơn một chút thì đi vào cảnh giới của Atula nhưng chịu cái khổ não do thức giận, và thấp hơn một chút thì đi vào những cái loài súc sanh có phước báo. Chẳng hạn như rồng cũng là một loại súc sanh có phước báo. Như vậy thì chúng ta học trên cái nguyên lý nhân quả này, chúng ta tự mình có thể chọn cho mình một đời sống như thế nào cho phù hợp. Mời các vị chúng ta lắng nghe bài kinh tiếp theo, số 24, nhiều lợi ích. Trong bài kinh 24 này, một nội dung khác chúng ta nghe Đức Phật đề cập tới, đó là có ba hạng người. Có ba hạng người. Thứ nhất là gì? Đó là hạng người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thế Tôn nói rằng á, đây là một cái hạng người mà làm lợi ích cho rất nhiều người khác. Thực sự khi tâm chúng ta quy Phật thì chúng ta có cái hướng là không có muốn hưởng thụ hạnh phúc cho cá nhân ích kỷ, mà chúng ta muốn hướng đến một đời sống từ bi hỷ xả thanh cao như Đức Phật. Quy Pháp cho nên chúng ta sẽ sống với một cái sự công bằng lễ phái. Và khi chúng ta quy Tăng là chúng ta có xu hướng là hướng tâm mình sống với một nội tâm thanh tịnh, an vui. Vậy thì người này họ do có cái tâm như vậy, cái ý nghĩ như vậy, họ quy Tam Bảo một cách trong chánh thì họ sẽ làm rất nhiều việc lợi ích cho xung quanh. Còn nếu như họ sống một đời sống mạnh được yếu thua, lấn lướt thì chắc chắn họ sẽ gây ra rất nhiều khổ não cho người khác. Cho nên Thế Tôn nói rằng người ta không thấy ai mà làm lợi ích cho số đông nhiều như là người biết quy Tam Bảo. Đó là cái ý mà chúng ta thấy dễ dàng chấp nhận. Ở đây thầy muốn nói rằng là chúng ta quy Tam Bảo thật sự. Chứ còn có một số người đến chùa rồi cũng phát tâm, rồi cũng lạy mấy lạy, rồi cũng nhận lấy pháp danh. Có người cũng chẳng có thời giờ đến chùa nữa, chỉ xin thầy cho pháp danh, cứ nghĩ rằng là mình đã tứ Phật rồi. Nhưng thực ra mà mình chưa có quy Phật, chưa quy Pháp, chưa quy Tăng. Rồi có người còn nói, thưa thầy, quy Phật bất gì bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy Tăng bất đọa bàn sinh. Như vậy thì sao con thấy một số người quy vậy Phật rồi họ vẫn làm điều xấu, mà họ làm điều xấu không lý nào họ không đọa địa ngục hay sao? Thì thưa quý vị rằng á, thực sự khi chúng ta có tâm quy Phật, chúng ta sẽ không làm điều xấu. Mà khi chúng ta làm điều xấu, lúc đó chúng ta không còn quy Phật nữa. Vì sao? Vì tâm nào làm điều xấu mà tâm nào quy Phật, tâm nào quy Pháp mà tâm nào quy tông hữu ác đáng, tâm nào mà quy y tăng mà tâm nào là quy y là kinh điển ngoại đạo tà giáo. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thực sự quy Tam Bảo, thành ra cái tâm chúng ta nó tạo ra thiện. Còn cái lúc đó chúng ta quên mất rằng mình là một Phật tử, quên mất cái nghĩa thánh thiện của quy y, và quên mất rằng quy y là chân lý sống mà chúng ta đang tôn thờ. Cho nên chúng ta đã tự làm hại mình ở trong cái phương diện này. Chứ thực ra mà nói đúng nghĩa thì Đức Phật nói không có sai đâu, thưa quý vị. Rồi, đến hạng người thứ hai mà Thế Tôn nói rằng hạng người này cũng là hạng người làm lợi ích cho rất đông người. Đó là gì? Đó là hạng người biết rõ về khổ, biết rõ về con đường diệt khổ, biết rõ về cái nguyên nhân của khổ, biết rõ con đường diệt khổ và biết rõ gì? Biết rõ cái kết quả hạnh phúc an vui như thế nào. Một khi mà chúng ta chứng biết rõ điều này thì chúng ta nên làm gì cho tự mình giải thoát đau khổ và giúp cho người khác vượt ra khỏi khổ đau. Rồi còn nữa, khi đã biết được cái con đường giác ngộ đau khổ rồi thì chúng ta sẽ biết cái cách nào để chúng ta vượt ra khỏi nó. Và do vậy mà chúng ta có thể đem cái sự thấu hiểu, sự chắc chứng của nội tâm này làm lợi ích cho những người xung quanh. Cho nên Thế Tôn nói, một người thành tựu và tứ thánh đế, người đó cũng làm lợi ích cho rất nhiều. Đó là những người thành tựu về gì? Và tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm. Và cuối cùng là gì? Đó là Thế Tôn nói rằng hạng người thứ ba là hạng người mà đoạn trừ các lậu hoặc trong hiện tại với thánh trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích cho nhiều người khác. Hay nói cách khác là những vị A-la-hán
như là tôn giả Mahakayip, ngài chỉ cần ôm bình bát đi khất thực. Vậy mà chư thiên cũng muốn theo cúng dường. Ngài muốn dành cái sự thọ hướng của ngài này cho gì? Cho một bà lão nghèo cùng khổ cực, một cái bát nước lỗ chân trâu, bà lão múc ở dưới lỗ chân trâu lên cúng dường cho ngài. Chỉ có một chút công đức đó mà bà giải thoát hết tất cả cái nghiệp lực đau khổ của một cái người già yếu bệnh tật, mà được hướng cái thân chư thiên với nhiều oai đức lớn lao. Như vậy đủ thấy rằng á, cái việc thọ hướng một bữa ăn của các ngài trong sự tu tập mà có thể đem đến lợi ích cho rất nhiều người. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng á, là đây là cái hai người có phải làm lợi ích rất lớn hay không, hoặc là sự hiện diện của họ thì những giá trị đạo đức sẽ được tôn trọng, được giữ gìn, và bản thân của họ là người thành tựu giá trị này, cho nên á, họ có thể dẫn dắt chúng sanh ra khỏi đau khổ phiền não. Thành ra chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói ba hạng người này là ba hạng người làm lợi ích cho rất nhiều người. Một là gì? Một là người quy tâm bảo, hai là người tự thân tác chứng được tư thanh đế, ba là gì? Ba là chứng quả a la hán niết bàn, hay là đắc được cái tâm vô lậu giải thoát. Ba hạng người này Thế Tôn nói rằng không thể khéo trả ơn cho ba hạng người này được, tức là cho dầu muốn làm cái gì đó để trả ơn cho họ cũng không trả ơn được. Hoặc là thấy họ mình đứng lên đánh lễ, mình chắp tay, mình chào, mình hối, hoặc là mình biểu hiện những cái hành động thân thiện, hay là mình bố thí các tài vật, hoặc là mình gì, mình đem đồ ăn thức uống tứ sự cúng dường cho ba hạng người này, thì Thế Tôn nói rằng á, là những người ở thế gian mang ơn họ không thể nào đền đáp lại được. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy khi chúng ta phát tâm quy tâm bảo, chúng ta phát tâm học pháp để mình thấu hiểu, và chúng ta tập tự thân mình thành tựu cái quả vị chứng đắc, đó là chúng ta đã làm lợi ích cho rất đông đảo số người ở thế gian này. Cho nên những điều này á, là những điều mà chúng ta nỗ lực hay cố gắng học tập để ý giáo nghĩa trong kinh này. Rồi bài kinh tiếp theo đó là bài kinh số 25. Bài kinh này á nói đến vết thương làm mù, thì chúng ta hiểu cái hình ảnh của vết thương làm mù rồi. Cái vết thương làm mù á, mà chỉ cần đụng nó thì cái mù nó chảy ra, phải không? Nó vỡ ra, vỡ cái vết thương làm mù nó chảy ra, và cái mù thì nó lại rất là tanh hôi. Thì chúng ta cứ hình dung mà có lẽ rằng ở trong chúng ta ít nhất cũng một lần bị cái bệnh làm mú chỗ nào đó, hay là bị ghế nhọt, hoặc là bị mục bạc đầu. Việt Nam ngày xưa cái mục bạc đầu á, là cái mục của nó to làm mú dễ sợ lắm. Hay là một cái vết thương nào đó mà bị sưng tấy lên, bị làm mú. Thì chúng ta biết rằng á, là cái vết thương làm mú nó chưa có bịch ra, nhưng mà đụng tới nó vỡ ra thì nó sẽ tanh hôi, làm cho chúng ta thấy rất là ghê sợ. Thì Thế Tôn nói cho chúng ta nghe là như thế nào ở trong bài kinh này. Mời các vị lắng nghe kinh văn thầy đọc cho các vị thấy rõ. Có ba hạng người này này các tỳ kheo, xin lỗi các vị. Đó là hạng người với cái tâm ví dụ như vết thương. Có hạng người với tâm ví dụ như là chớp sáng. Có hạng người với tâm ví dụ như là kim cang. Thế Tôn đem ba cái hình ảnh tâm của chúng ta như là một vết thương, như là một cái tia chớp sáng ở trong bóng tối, như là một cái chất kim cang cứng chắc. Sau đó ngài phân tích cho chúng ta thấy hạng người như thế nào được ví như là cái hạng người có cái tâm như là vết thương. Thế Tôn nói như sau. Xin lỗi các vị. Có người phẫn nộ nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối phẫn nộ sân hận, sưng sộ biểu lộ sự phẫn nộ sân hận và bực tức.
Tức là ở trong tâm của người này, chỉ cần ai mà đụng tới họ một câu thôi thì họ phẫn nộ, họ sân hận, họ sừng sộ, họ biểu lộ cái sự phẫn nộ, phẫn hận, sân hận và bực tức. Tức là trong tâm của họ cuồn cuộn nổi lên những cái phẫn hận, bực tức và họ tuôn ra, họ biểu hiện ra. Thì Thế Tôn nói cái người đó ví như là một vết thương làm mủ, cho nên nếu như bị cây gậy hay là bị một miếng sành đánh phải thì liền cháy mủ nhiều hơn. Thì cũng như vậy, nếu như tâm của chúng ta mà chứa bên trong đó quá nhiều thứ là phẫn nộ, hiềm hận, thì chúng ta chỉ cần gặp một chút cái duyên nhỏ, một cái nghịch cảnh nhỏ thôi, thì tâm chúng ta nó cũng lập tức là bộc lộ ra sự phẫn hận, bộc lộ ra sự bực tức. Và tâm của người này được ví như là một cái tâm làm mú, hay là một cái vết thương làm mú, nó chỉ cần chờ một cái duyên nhỏ là nó bộc phát. Và chúng ta biết rằng cái mú này nó tuôn ra thì nó làm cho xung quanh trở nên tanh hôi. Bằng cái hình ảnh này, Thế Tôn đã khéo chỉ dạy và khai thị chúng ta một cách thống thiết là hãy cố gắng lập tức trừ bỏ hết cái tâm phẫn hận, cái tâm sân nộ ở trong lòng. Hãy trừ bỏ nó gấp rút, bởi vì nó tanh hôi giống y như là mú vậy đó, là máu vậy đó. Đó là điều quan trọng mà chúng ta nên thọ trì. Rồi tới ý nghĩa thứ hai, Thế Tôn nói như sau. Đó là có hạng người được ví dụ như một cái như lại là chớp sáng, đó là cái tâm của họ như thế nào? Tâm của họ là cái người mà thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ. Thấy được gì? Thấy được cái kết quả sau khi diệt trừ khổ và thấy được con đường nào để chấm dứt đau khổ. Thì Thế Tôn nói rằng cái người này được ví như là một người có mắt, họ thấy rõ chân tướng của mọi vật, cho nên họ thấy ở trong sắc, chẳng hạn như ban đêm, và họ thấy là trong đêm không có ánh sáng, tự nhiên có một cái tia chớp sáng lên là họ thấy rất rõ, họ biết rất rõ, họ không còn nhầm lẫn. Thì cái hình ảnh này được ví như cuộc đời như là một bóng đêm, và con người chúng ta cứ đi mãi ở trong đêm dài sanh tử. Cho nên giờ đây chúng ta giác ngộ được chân lý tứ thánh đế thì cũng chẳng khác nào như chúng ta thấy được một cái tia sáng. Và nhờ cái tia sáng này mà cho chúng ta thấy được con đường nào nên đi và con đường nào không nên đi. Và chúng ta tự biết rằng là chúng ta đi như vậy sẽ đến con đường an vui và đi như vậy sẽ đến con đường đau khổ. Đây được gọi là gì? Là hạng người với cái tâm như là chớp sáng. Còn trường hợp thứ ba đó là gì? Đó là như thế nào được gọi là hạng người với tâm ví dụ như kim cang? Thì Phật nói rằng á là có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại và tự mình với thánh trí chứng ngộ chứng đạt và an trú trong vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nếu như tự mình có thể thành tựu và thực hiện được như vậy thì tâm người này Thế Tôn nói đó như là tâm kim cang, không có cái gì làm cho nó vỡ hoại ra được. Đây là cái điều quan trọng ở trong bài kinh này. Chúng ta chỉ có mấy phút để đặt câu hỏi, nếu các vị nào muốn hỏi gì mời các vị gọi vào đài. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trải qua 5 bài kinh được ghi lại ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, chương 3 pháp phẩm người. Và ở trong phẩm này chúng ta có 10 bài kinh. Bài kinh 21 cho đến bài kinh số 30. Và chúng ta đã lắng nghe qua 5 bài kinh. Mỗi bài như vậy có một cái ý nghĩa khác nhau. Tuy nó ngắn gọn như vậy nhưng ở trong đó hàm chứa bao nhiêu cái đạo lý giải thoát mà chúng ta thấy ở trong tính chất của giáo nghĩa Phật, đó là gì? Đó là thuần một vị, đó là gì? Là vị giải thoát. Cũng giống y như nước biển đại dương đều thuần một vị, đó là vị mặn. Ở trong giáo pháp của Phật cũng vậy, nó là thuần một vị giải thoát. Chẳng hạn như bài kinh số 25 vết thương là mủ, là một bài 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 kinh mà có cái ấn tượng dễ hiểu nhất đối với chúng ta. Chúng ta cứ hình dung một vết thương là mủ, nếu như bị một cái mảnh vỡ sành đụng lên nó, hoặc là bị một cái cây gậy đụng lên nó, hay một cành cây đụng lên nó, thì vết thương nó sẽ vỡ ra và nó tanh hôi tới mức nào.
Tâm của chúng ta cũng vậy. Tham sân si chứa đầy trong đó. Chỉ cần một cái duyên nhỏ nó tác động thì lúc đó sự phẫn nộ, sự hiềm hận nó sẽ tràn lên đầy khắp tâm của chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta trừ bỏ nó? Mỗi người chúng ta tự tìm cho mình một giải pháp, nhưng mà hãy trừ bỏ nó đi. Chỉ khi nào chúng ta trừ bỏ được cái mũ dơ này ở trong cái vết thương làm mũ kia, chúng ta lau dọn nó thật sạch thì cái vết thương đó nó mới lành được. Cái vết thương làm mũ chúng ta mà được chữa trị, được lau chùi sạch sẽ thì nó sẽ lành. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu như chữa được cái bệnh tham sân si, chữa được cái bệnh phẫn hận, mà ngược lại ở trong tâm tràn đầy sự hỷ lạc, từ bi hỷ xả, thì cái tâm đó mới là cái tâm an vui, cái tâm thơm tho, chứ không phải như vết thương làm mũ. Còn một cái hạng người cao hơn nữa, đó là hạng người mà thấy rõ con đường tứ thánh đế. Đó là khổ tập diệt đạo. Nguyên lý như thật trong cuộc sống là như vậy. Một khi đã chứng biết được cái nguyên lý này thì cái tâm mình nó giống y như là gì? Giống y như là đi trong đêm tối mà thấy được cái tia chớp sáng. Thì nhờ thấy được cái tia chớp sáng này mà chúng ta có thể định hướng cho cuộc đời mình. Nhờ biết định hướng cho cuộc đời mình mà chúng ta tìm cách thoát ra khỏi cái bóng tối và một con đường nguy hiểm, đó là trầm luân trong sanh tử. Và cuối cùng, làm sao để cho mình có thể là đạt được thánh trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ở trong vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát của A-la-hán? Thì đó chính là gì? Đó chính là hạng người mà Phật nói tâm của họ vững chắc như là tâm kim cang. Đây là một điều quan trọng vô cùng, thưa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm bài kinh vừa rồi tuy nó không có nhiều cái gì sinh động, và hôm nay thực sự thầy cũng không có được khỏe, thành ra trình bày giáo nghĩa nó hơi dòng dốc khô khan, nhưng hy vọng các vị lắng nghe trong một cái tâm thanh tịnh và khéo suy nghĩ, khéo chiêm nghiệm ở trong chân lý Phật dạy. Thì lời nói của thầy nó có khô khan như là gỗ đá, nhưng mà các vị khéo nghe, khéo suy nghĩ, nó cũng trở thành diệu pháp cho đời sống tu tập của chúng ta. Còn nếu như chúng ta nghe ở trong một trạng thái hứng thú, vui vẻ, nhưng nếu như chúng ta không khéo ghi nhận, không khéo tác chứng, thì nó cũng chỉ là gạch, là ngói vô dụng mà thôi. Do vậy cho nên thầy rất là mong các vị hãy tự mình thành tựu mọi chân lý. Và ở trong chương trình truyền hình trực tiếp này thì mỗi khi chúng ta gặp bài kinh hứng thú hay ho thì chúng ta cũng có niềm vui. Nhưng mà nếu gặp những bài kinh khô khan thì chúng ta cũng phải dùng cái sức tinh tấn để mà nghiêm túc lãnh hội. Đây là điều quan trọng, là điều mà chúng ta cần phải tự nhắc nhở mình. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe năm bài kinh vừa rồi. Kính chúc các vị được thành tựu vô lượng phước báo trang nghiêm. Kính chúc các vị một ngày một đêm an lành. Chúng ta tạm biệt nhân đây. Nam mô A Di Đà Phật.